Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, vị tướng trên mặt trận nông nghiệp. Những năm đầu của thập kỷ 60, miền Bắc bước vào xây dựng theo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng tháng 9 năm 1960 đề ra. Công cuộc xây dựng đó diễn ra với nhịp độ khẩn trương và thực sự trở thành phong trào cách mạng rộng lớn, có hiệu quả của quần chúng nhân dân. Đó cũng là quá trình bắt đầu khai phá con đường, xây dựng và phát triển đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, với triển vọng tốt đẹp như câu thơ chúc Tết của Bác Hồ năm 1961, đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh. Các phong trào gió đại phong, sóng duyên hải, cờ ba nhất sôi động. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, được Đảng điều động và phân công làm trưởng ban nông nghiệp Trung ương. Từ một vị tướng cầm quân đi đánh giặc, chuyển sang cương vị một người lãnh đạo chỉ đạo 1.000 kinh tế trọng yếu của đất nước, trực tiếp với đời sống, sự đói no của hàng chục triệu con người. Một người lính cày ruộng, một vị tướng làm kinh tế. Đó cũng là một lẽ thường trong truyền thống lịch sử dân tộc ta. Lúc này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được giao phụ trách ban nông nghiệp của Đảng đã có nhiều người thắc mắc. Một đại tướng lừng danh như thế, tại sao lại lui về làm nông nghiệp? Trong lúc đất nước đang còn chiến tranh. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, lúc đó theo đường lối của Đảng, nông nghiệp được xác định là mặt trận hàng đầu, cho nên Đảng ta đã cử một vị đại tướng tin cậy của Bác Hồ sang phụ trách nông nghiệp, đảm nhiệm trọng trách tư lệnh, một mặt trận quan trọng hàng đầu và đang rất khó khăn. Trước khi nhận làm nhiệm vụ mới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn đại tướng: "Phong trào mới nhóm, chầm chầm, chú hãy cố gắng tìm cho được điển hình tốt, rút kinh nghiệm và phát huy nó lên để đánh tan bầu không khí kém phấn khởi." Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, với khoảng hơn 3 năm trên cương vị trưởng ban nông nghiệp Trung ương, có thể khẳng định đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mới mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí đã có những cống hiến quan trọng, góp phần tạo nên luồng gió mới trên ruộng đồng Việt Nam trong những năm tháng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lịch sử và tâm trí của hàng triệu con người Việt Nam còn in đậm phong trào gió đại phong, một mô hình nông nghiệp thời chống Mỹ mà đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã dày công tổng kết và chỉ đạo. Trong hàng trăm tư liệu, hàng nghìn trang bài viết, bài nói về nông nghiệp, nông thôn, nông dân từ năm 1961 cho đến bài viết cuối cùng khi đồng chí Nguyễn Chí Thanh về kiểm tra hợp tác xã Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây cũ năm 1967 đều toát lên những tư tưởng lớn đối với nông dân, nông nghiệp, đó là: 1. Khẳng định nguyên tắc liên minh công nông và thái độ chính trị của nông dân. Đồng chí xác định, nông dân là lực lượng chủ lực trong đánh giặc chống đế quốc, phong kiến trong quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. 2. Cách mạng là liên tục và sáng tạo, tránh thỏa mãn và dập khuôn giáo điều. Đồng chí cho rằng, trong điều kiện thời chiến, việc tổ chức nông dân vào các hợp tác xã có thể sớm hoàn thành, nhưng nhiệm vụ xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất thì phải là một quá trình lâu dài. 3. Xóa đói giảm nghèo, tăng hộ giàu trong nông thôn sau cải cách ruộng đất là một xu thế phân hóa tích cực, đúng đắn, và điều đó vẫn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh nông thôn ngày nay. 4. Coi trọng và thường xuyên củng cố các nông lâm trường quốc doanh, các hợp tác xã, nhưng đồng chí nhấn mạnh không được xem nhẹ chính sách đối với kinh tế hộ gia đình với chợ nông thôn. 5. Đổi mới phương thức lãnh đạo gần gũi, sâu sát với nhân dân, với thực tế nông thôn. Một số đồng chí lãnh đạo thời bấy giờ vẫn thường thắc mắc về câu chuyện, về phong cách sâu sát cơ sở của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, thường xuyên đi thăm, tìm hiểu tình hình các huyện, hợp tác xã. Nhiều lần không thông báo trước, đồng chí lội tắt cánh đồng, quan sát cùng cách làm ăn của hợp tác xã, rồi vào thẳng trụ sở bàn bạc đảng ủy, ủy ban, ban quản lý hợp tác xã về các mặt công tác.
đến hợp tác xã Đại Phong, đồng chí ở đó hàng tuần để tìm hiểu về Đồng Tâm, Đoan Hùng, Phú Thọ. Đồng chí cũng nhiều ngày ăn ngủ cùng với nông dân. Các đồng chí cán bộ đi theo giúp việc cho đồng chí đại tướng nông dân đều phải học, không chỉ học về kỹ thuật mà phải học cày, học bừa và làm được việc như nông dân. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là người thương yêu đồng chí, đồng bào sâu sắc, nhưng nghiêm khắc chống bệnh quan liêu, cá nhân chủ nghĩa, xa rời thực tế. Bài báo Huyện ủy 50 là lời cảnh báo của đồng chí về nguy cơ căn bệnh này, là lời nhắc nhở không thừa cho ngày hôm nay. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, một vị tướng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh phân công sang lãnh đạo, chỉ đạo công tác nông nghiệp. Dù thời gian trên cương vị đó không lâu, đồng chí đã có những đóng góp xứng đáng đối với sự phát triển nông nghiệp của miền Bắc nước ta. Đồng chí thường đi quan sát thực tế, gần gũi nông dân, có cách nhìn vừa ở tầm chiến lược, vừa rất cụ thể, thiết thực và nói thẳng, nói thật, coi trọng hành động và việc làm, nói đi đôi với việc làm. Đồng thời rất chú trọng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí là một nhà lãnh đạo khiêm tốn, giản dị, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đồng chí phê phán gay gắt chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng chí từng nói, phải ra sức phấn đấu nhằm làm cho nước giàu dân mạnh, hết lòng hết dạ lo lắng cho nhân dân. Chính vì vậy, đồng chí được đảng tin cậy, nhân dân, nhất là bà con nông dân yêu quý và kính trọng. Trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta, do đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nền nông nghiệp nước ta đã tiến những bước dài về năng suất, sản lượng, cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng, trình độ canh tác, dựa trên cơ sở của sự chuyển động cơ chế quản lý và mô hình tổ chức sản xuất. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo đường lối của Đảng đang diễn ra nhanh chóng, làm chuyển biến nền nông nghiệp, thay đổi bộ mặt nông thôn và cải thiện đời sống về mọi mặt của nông dân. Trong điều kiện lịch sử mới đó, nhiều ý kiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh cách đây nửa thế kỷ vẫn có ý nghĩa thực tiễn, nhất là vấn đề làm sao tăng vững chắc để giải quyết tốt vấn đề về lương thực, vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý quỹ đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, vấn đề đưa nhanh tiến độ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng một nền khoa học nông nghiệp Việt Nam, nhất là quan tâm đến lợi ích kinh tế và cuộc sống của người nông dân, một lực lượng to lớn trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!